Em chào mọi người ạ. Đây, chị ngồi đây. Em được nghỉ phép mấy ngày nên là em sang thăm mọi người đấy. Cái con nhà ba kích này, lâu lắm mới sang chơi mà chả thấy mua cái gì, chán thật đấy. Em sang chơi với mọi người, tình cảm là chính chứ quả cả quan trọng gì. Có chứ, quan trọng mà. Lần này nhá, mày sang rồi thì thôi, thế nhưng mà lần sau sang nhớ là mỗi ít hoa quả, tình cảm anh em nó khăng khít hơn. Rồi, em nhớ rồi, lần sau khác có quả. Mà tình hình mọi người học hành sao rồi? Vẫn tốt cả, ngoài mấy môn sắp bị cấm thi ra thì môn nào môn đấy đều đủ điểm qua hết. Tốt, như thế là tốt lắm rồi đấy. Chứ em cũng chẳng mong mọi người được học bổng đâu, qua môn là tốt lắm rồi. Ê, được học bổng làm gì? Bố mẹ anh mừng quá không chịu được đâu. Cho nên mình cứ học ngu ngu thôi, cho nó an toàn. Hào ơi, chiều nay 1:30 đi thi bằng lái xe nhá. Thủ tục với giấy tờ chị làm xong hết rồi. Thôi hỏng rồi. Chiều nay em phải đi học chị ạ. Thì xin nghỉ để đi thi. Chứ giấy tờ chị làm xong hết rồi chị mày định bỏ à? 1:30 đến đấy gọi chị không chịu hướng dẫn nhá. Thôi, hỏng rồi. Giờ mà em đi thi bằng lái xe thì lại bị cấm thi môn triết học. Mà giờ em đi học thì lại không lấy được bằng lái xe. Trời ơi, ông trời gài mình quả khó thế nhở? Khó nhỉ? Con nhà bà Hoa, con nhà bà Kích, có cách gì giúp con nhà Nghĩa Trang không? Chứ giờ nó mà thi lại cái gì thì cũng khổ, mất cả đống tiền chứ ít đâu. Nghĩ đi! Làm gì mặt đần ra thế? Thì đang nghĩ đây, làm gì mà cứ sột sột lên này. Ra rồi à? Có rồi à? Cách gì đấy? Ta đi nấu cơm đã, quên mất. Thế mà cứ tưởng nó nghĩ ra cách. Xử bố của nhà bà Què. À, bà Hoa. Khó thế. Ước gì mà em phân thân được thì tốt anh chị nhở? Phân thân được thì chị cũng phân thân, làm việc năng suất gấp đôi luôn. Có rồi, có rồi. Cách gì anh? Nói em nghe xem nào. Đó là là mùa lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình chặt tình 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 tình. Quan trọng nếp cẩm, giúp được người ta thì giúp, không giúp được thì nghỉ đi. Trêu mày, ghét ơi là ghét á. Được rồi, bây giờ như này nhá, cái cách này ấy nó hơi bị phức tạp một tí, cho nên hai đứa mày phải chú ý lắng nghe, không là không hiểu được đâu. Đó là làm mùa lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình là chặt chình chình là chặt ca chình. Rồi thôi, tao im, tao không chơi nữa. Một cách đó là thuê người đi học hộ. Nhờ thế mà em chưa nghĩ ra, anh mà nói chậm thêm tí nữa là nghĩ ra rồi đấy. Mày thôi đi con những cái Trang ạ, đầu toàn đất này còn mày đẹp. Nhưng mà bây giờ thuê ai đi học hộ được anh nhỉ? Tao. Anh điên à? Anh có thấy đứa con trai nào tên đẹp như em chưa? Thì tao là con gái. Ôi giời, thôi. Nhìn kinh chất đi được ạ. Nhìn chẳng khác gì con quỷ cả, xấu cả tên của em ra. Thì cái Nhung kia kìa, đằng nào nó chả được nghỉ phép, bảo nó đi học hộ cho. Đúng rồi, chị Nhung, chị đi học hộ em nhá. Không được, như thế là gian lận đấy. Không được đâu. Thế thì hay là chị đi thi bằng lái xe cho em nhá. Bằng lái xe á? Ui, lại càng không được đâu. Bây giờ mình không đi thi, không hiểu luật, đến lúc đi ra đường đâm vào người ta lại khổ. Đi mà chị, em chẳng biết trông cậy vào ai cả. Chị đi học hộ em trả công đầy đủ nhá. Thôi con Nhung, đi học hộ nó. Chúng nó cũng thuê người đi học hộ đầy cái kìa. Đi học hộ nó đi, hộ nó tí, gớm. Anh em họ hàng với nhau. Em... Thôi, giúp nó đi. Anh không giúp được, anh phải chịu chứ. Anh mà như mày á, anh giúp nó luôn, chả phải để nó nhờ nhá. Thôi được rồi, nhưng mà đúng lần này thôi nhá, không có lần sau đâu đấy. Bác cả mà biết được, bác cho em vào cái tội là nối giáo cho tặc thì chết em. Rồi, ok, em cảm ơn anh chị. Con nhà bà Hoa ơi, nấu cơm xong chưa? Dọn lên đây, mời chị Nhung dùng bữa. Đợi tí, tao đang xào đâu. Có cả món đậu xào á? Bảo đến cổ vũ người ta, một người thì đến xong ngồi quán nước, một người thì thi xong rồi mới đến. Anh em kiểu gì không biết. Thì
Thì tao tưởng con nhà ba Hoa nó đến cổ vũ mày rồi, nên tao mới không xin về sớm đấy chứ. Mà tao về xong tao phi luôn cho mày còn gì. Mà cũng tại mày thi nhanh quá chứ tao không phải kịp. Thế tình hình nào rồi? Thi đỗ chứ? Em cũng chả biết đỗ hay không nữa. Thế lý thuyết có làm hết không? Em làm hết. Ồ, lý thuyết làm hết rồi thì lo cái gì không đỗ. Thực hành dễ thế cơ mà. Nhưng lúc thi vòng số 8, thế là em nhớ tay ga mạnh quá, đâm hẳn vào giám thị. Giờ ông ấy nhập viện rồi, chẳng biết ai tổng điểm cho em cả. Ôi, thôi mày hỏng rồi Thảo ạ. Đâm vào giám thị là hỏng rồi. À thế nhưng mà không sao, có 3 người tổng điểm, 1 người đi viện, vẫn còn 2 người cơ mà. Nhưng mà em đâm cả bàn cơ, đi cả 3 người rồi. Ôi giời ơi, con nhà Nghĩa Trang ơi là con nhà Nghĩa Trang. Sao lại có cái loại người nó ngu như mày à, con nhà Nghĩa Trang. Chán quá, khéo em phải thi lại rồi. Cái mặt mày ấy, tao nghĩ mày nên đi bộ, chứ mày đừng có đi xe máy, gây họa cho xã hội lắm. Khổ thân mấy ông giám thị thật đấy. Không biết sáng ăn gì chưa, để con này nó đâm cho nhập viện. Đúng là đèn thật. Quá đèn. Hello mọi người, Phương Thảo đi học về rồi đây. Chị Nhung. Ở đây, con nhà ba Kích đi học hộ con Thảo về, nhìn tươi quá nhỉ. Vâng ạ, em ra trường bao nhiêu năm rồi, hôm nay có dịp quay lại trường, học lại vui ơi là vui ấy. Ơ, em còn xung phong làm lớp trưởng luôn nhá. Cái gì? Thật hả chị? Ui. Ừ, thật. Ui, các anh không biết đâu, mấy đứa con trai trong lớp á, nhìn em như kiểu nhìn thấy thiên thần ấy. Ui giời ơi, chị giết em đi. Chị đi học hộ em, chị xung phong làm lớp trưởng, xong hôm sau cô giáo nhớ mặt em đi học kiểu gì? Ơ nhở? Thôi chết rồi. Tại chị nhập vai quá. Thôi chết con nhà Nghĩa Trang rồi. Quả này lộ ra thì cấm thi luôn mất. Mà cái môn này á là môn nhiều tín chỉ nhất đấy. Mày tao mà đóng tiền con ạ. Đừng có dọa em cao số lắm đấy. Chắc không sao đâu. À, cũng mong là như thế. Thôi, đi vào đi. Tao còn nấu cơm cho chúng mày ăn. Mượn rồi. Ê, con này có ăn không? Không ăn đúng không? Đi vào đi, bọn tao còn phải. Đi vào chúng mày, đi. Anh đừng có xào đậu nữa nhá, ăn như cám ạ. Không ăn đậu xào nữa gì. Thế tao nấu cho mày món cá xào. Nhân à? Alo Nhung à, có cái túi đang xeo rẻ quá mày ơi, mua chung với tao không? Túi á? Thật không? Giá bao nhiêu đấy? Tận 80% cơ. Nhưng mà tao không có tiền. Hồi này kẹt lắm, công ty thì có việc đâu, ở nhà chơi suốt. Thế tao cứ bảo chủ quán giữ cho một chiếc, từ giờ đến mai mày không lấy thì người ta bán nhá. Ừ, thế cũng được. Cái cảm giác mà không có tiền, sao nó thốn thế nhở? Bây giờ mà có cái gì làm để tăng thu nhập thì tốt. Chị Nhung ơi. Ừ, sao đây? Em bảo. Trời ạ, có gì nói luôn đi, ngập ngừng mãi. Chị ơi, mai em thi lại bằng lái xe, mà lại dính phải môn hóa học. Thầy giáo thì rất là khó tính, chị đi học hộ em với. Em đi thi lấy cái bằng lái xe để bố em mua xe cho em. Không được, chị đã bảo rồi, chị chỉ giúp em một lần thôi. Đi chị, chỉ có mỗi chị mới giúp được em thôi. Chị giúp em đi, em trả công chị hẳn 350k luôn. Nhưng mà không được, chị không thể chiều em được, chiều quá sinh hư. Không, đây không phải chiều, mà là chị giúp em. Chị mà không giúp em lại mất tiền thi lại bằng lái xe. Hoặc nếu mà có nhờ người đi học hộ ấy, vừa mất tiền, vừa sợ người ta làm hỏng việc của em. Thôi được rồi, thương lắm mới giúp đấy nhá. Vâng, em cảm ơn chị. Thế chị nhá, em về đây. Ờ, về đi. Người ta đã không muốn mua túi rồi, là còn cứ tạo cơ hội cho người ta cơ. Alo Nhiên à? Ừ, cho túi đi nhá. Ừ, cho. Ôi anh Hiếu ơi, là anh Hiếu ơi. Sao em lại khổ thế này hả anh Hiếu ơi? Anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi. Anh, con nhà Nghĩa Trang, mày thừa hơi đấy à? Tao đã chết đâu mà mày cứ chu chéo lên thế. Anh Hiếu ơi, anh Tuấn ơi, con nhà Ba Hoa ơi, ra đây nghe em kể cho mà xem.
Khổ quá mà. Này, tao đây. Tao động gì đến mày mà mày gào tên bố mẹ tao lên thế hả? Em khổ quá anh ơi. Cấm mồm. Sao? Kể tao nghe xem nào. Đang ngủ inh hết cả om lên. Chả là hôm trước em thuê chị Nhung đi học với giá là 350.000, mà khó khăn lắm chị Nhung mới đồng ý. Vậy mà... Ôi dồi ôi, chị kể cho mà nghe cái hôm đấy nha cô giáo. Mới hỏi được nửa câu thôi chị đã giơ tay chị trả lời rồi, mà trả lời câu nào đúng câu đấy luôn. Phê ơi là phê ấy. Chị giỏi thật đấy, đúng là sư phụ của bọn em. Ôi giời, mấy cái đấy chị học qua rồi, cái gì chị chẳng biết. Sư phụ tuyệt vời. Ô, thế tốt mà, nhở? Thì lúc đầu em cũng nghĩ như anh. Xong thì... Ôi giời ơi, em toang rồi. Như nào? Hôm đấy chị Nhung đi học giơ tay nhiều, thế cô giáo thấy ấn tượng cái tên Nguyễn Phương Thảo của em. Hôm nay đi học, cô giáo gọi tên em đứng lên, nên em bị lộ ra là thuê người đi học hộ. Em toang rồi. Đen đấy nhở? Thế mày bị cấm thi hay như nào? Em bị cấm thi, học lại rồi anh ạ. Thế còn vụ bằng lái xe, mày đỗ không? Em không biết. Mày lại đâm vào giám thị hay như nào? Phần lý thuyết em làm rất tốt, xong đến phần thực hành thì em nhớ ra là em không mang xe máy. Em xin về lấy, lúc lên đến nơi thì trường về hết rồi. Ôi giời ơi, sao dòng họ nhà mình lại tỏi ra cái đứa như mày á? Em bị cấm đi rồi. Thôi, đừng khóc, mất sức tí không ăn được món tao nấu đâu. Anh lại sáng chế món gì đấy? Rau muống sao xả ớt ngon lắm. Nghe thôi đã thấy mùi tào tháo rồi. Chị nhận làm lớp trưởng đấy. Chị đi học cho em với, chứ cô giáo nhớ mặt rồi. Em mà đến cô phát hiện ra cô cấm em thi thì chết. Thế là bây giờ chị phải đi học thay mày cho đến khi mày thi hết môn à? Không, chị yên tâm, cô đấy dạy nốt tuần này là nghỉ để rồi. Chị chỉ cần học nốt hôm nay thôi. Đi chị. Chị giúp em đi. Chị giúp ạ, chị giúp cho chót chị nha. Thôi được rồi, tí chị đi học cho. Mà khoan đã. Em bảo chị đi học thì giơ tay lên bảng ít thôi nhá, không giỏi quá lộ ra là đi học hộ mất đấy. Mình biết rồi. Với cả chị ở trong lớp chép bài thì đừng chép nhiều quá, đừng chú ý chép bài quá nhá, không là lộ ra là toang hết đấy. Mình biết rồi nhá. Mệt quá, đang ngủ rồi mới dậy đi học. Em không biết đâu, em bắt đàn chị đây. Thôi, chị xin lỗi mà. Chị á, em không muốn thế đâu, học lại 3 môn rồi. Hai cái đứa này, như này là như nào? Thì em đi học hộ cái Thảo, xong em cao hứng, em nhận là lớp trưởng. Thế thì sao con này nó cứ không bay? Thì đêm hôm trước em đi chơi về muộn, xong lúc lên lớp em ngủ gật trên bàn. Xong như nào? Kể hết đi xem nào. Kể cứ như chỉ con ỉa xón đấy. Thì sau đấy cô giáo gọi em lên bảng, hỏi có phải Phương Thảo không. Em bảo không. Xong rồi em chữa cháy em bảo phải Phương Thảo à. Xong tự nhiên cô giáo đòi xem chứng minh thư. Nào em lại ngóng ngáo, em đưa chứng minh thư của em cho cô giáo xem. Thế là toàn
Ôi trời ơi, khổ cái thân em quá mà. Đi lại bao nhiêu môn, thế này tiền đâu ra? Thôi, không sao đâu. Học lại kiến thức càng chắc, rồi đến lúc thi ấy, thì phạt đỗ luôn. Học lại không quan trọng, quan trọng là tiền đâu ra ấy chứ. Anh cho mày. Thật à? Đương nhiên là không rồi. Mày nghĩ cái gì đấy? Đen ơi là đen, từ nay em chưa thuê người đi học hộ rồi.